cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin chiều ngày 3 tháng 11. Tính đến 18 giờ chiều nay, Cần Thơ ghi nhận thêm 123 ca nhiễm mới, trong đó 16 trường hợp trong khu phong tỏa, 52 trường hợp trong khu cách ly, 31 trường hợp cách ly tại nhà, 24 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, đã truy vết 43 F1 và đang tiếp tục điều tra truy vết, 20 trường hợp đã khỏi bệnh. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận, huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 27 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế 6 trường hợp trong khu phong tỏa, phường An Hòa 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, phường Thới Bình 4 trường hợp cách ly tại nhà, phường An Nghiệp 3 trường hợp trong khu cách ly, phường An Cư 2 trường hợp trong khu phong tỏa, phường Tân An 1 trường hợp trong khu cách ly, phường Xuân Khánh 1 trường hợp trong khu cách ly, phường Hưng Lợi 2 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, phường An Khánh 2 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp cách ly tại nhà, phường An Bình 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trường hợp trong khu cách ly. Quận Ô Môn ghi nhận 31 ca nhiễm mới, trong đó phường Long Hưng 1 trường hợp trong khu cách ly, phường Thới An 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế và 5 trường hợp cách ly tại nhà, phường Phước Thới 19 trường hợp trong khu cách ly và 3 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, phường Trường Lạc 1 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Quận Bình Thủy ghi nhận 19 ca nhiễm mới, trong đó phường An Thới 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, phường Bùi Hữu Nghĩa 8 trường hợp trong khu phong tỏa và 1 trường hợp trong khu cách ly, phường Long Hòa 1 trường hợp cách ly tại nhà, phường Long Tuyền 1 trường hợp cách ly tại nhà, phường Thới An Đông 7 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Cái Răng ghi nhận 3 ca nhiễm tầm soát tại cơ sở y tế, trong đó phường Hưng Phú 1 trường hợp, phường Hưng Thạnh 1 trường hợp và 1 trường hợp tại phường Phú Thứ. Quận Thốt Nốt ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó phường Tân Lộc 2 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, phường Trung Kiên 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó thị trấn Cờ Đỏ 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, xã Thạnh Phú 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Thế Hưng 1 trường hợp cách ly tại nhà, xã Thế Xuân 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Phong Điền ghi nhận 9 ca nhiễm mới, trong đó xã Nhân Ái 4 trường hợp trong khu cách ly, xã Giai Xuân 2 trường hợp trong khu cách ly, xã Tân Thới 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, xã Mỹ Khánh 2 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Thới Lai ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Thạnh 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, xã Xuân Thắng 3 trường hợp trong khu cách ly, xã Định Môn 2 trường hợp trong khu cách ly, xã Trường Thành 2 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 9 ca nhiễm mới, trong đó xã Vĩnh Trinh 3 trường hợp cách ly tại nhà và 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Thạnh Thắng 2 trường hợp trong khu cách ly, xã Thạnh Lộc 3 trường hợp cách ly tại nhà. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 9 ca nhiễm về từ tỉnh, thành phố khác gồm thành phố Hồ Chí Minh 3 trường hợp, tỉnh Vĩnh Long 2 trường hợp, tỉnh Bình Dương 2 trường hợp, tỉnh Đồng Tháp 1 trường hợp và 1 trường hợp từ tỉnh Hậu Giang. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021, đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 8.501 ca nhiễm, đã truy vết 19.937 F1, 12.075 F2 liên quan, đã điều trị khỏi 6.265 trường hợp. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.